Là vừa rồi một số bạn có hỏi mình là sầu riêng thì cây con đang chăm sóc thì lúc nào mình tỉa cành, rồi tỉa vào thời điểm nào, rồi tỉa cành những cành như thế nào. Thì trên quan điểm của cá nhân nhé, là mình đây luôn, là vườn này là 16 tháng hay đi 16 tháng đấy. Thì một năm như đây á, thường thường mình sẽ tỉa 2 lần. À, còn những cái lần ví dụ cầm kéo đi chơi chơi thấy ba cành tăm tiếc thì người ta vẫn vẫn tỉa, ví dụ tỉa tỉa chính và tỉa phụ. Tỉa chính là có 2 lần là đầu mùa mưa và cuối mùa mưa, nhưng vừa rồi đây mới tỉa xong. Mình tỉa cái gì đây các bạn, đây, ví dụ cành này là hồi đầu mùa mưa, mình cắt này cái cành vượt lên, cắt đầu cành để những cái cành này nó to lên, nó sẽ đứng lại để những cái cành này nó lớn lên, còn không nó cứ vươn lên thôi. Đó. Đó, còn mấy cái cành này nó bấm đi này, đó, cành này bấm đi. Rồi rong được những cái cành 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 tơ xấu đẹp thì quay hết chứ. Đó. 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 Những cái cành trong này là những cành đây. Và vì sao mình bấm những cái cành tăm ấy đi, và những cái cành sát đất, những cái cành sát đất ấy, thì mình sẽ bấm để cao lên, để cho cái cây gốc mình nó cách mặt đất lên cao để nó gió nó thổi cho nó thoáng. Thứ hai nữa là cành nó không chạm đất, nó đỡ bị nấm bệnh. Mà mình tỉa những cái cành tăm ở trong thân á, ví dụ như là giai đoạn này sau mùa mưa này thì mình tỉa để đón trước một cơi đọt. Bây giờ cái cơi này đang ra, cây này nó bị xương cá, nó bị tét một cành, mù xương kinh là tán nó ôm. Đó, thì mình bấm tỉa hết những cái cành tăm trong thân này, bởi vì những cái cành này là không tham gia quang hợp nhé. Các bạn chỉ hiểu đơn giản một điều thôi. Đó, những cái cây tăm trong này này là nó ra cành ra lá, nhưng mà cái lá bản thân cái lá là ra là phải để quang hợp, mà bây giờ nó không quang hợp thì có nghĩa là nó chỉ có ăn thôi mà không có làm, thì mình loại bỏ đi. Mà khi mà loại bỏ những cành tăm đi ấy, thì cái cành của mình nó sẽ lớn đều. Các bạn nhìn cành 16 tháng cành này rất là ok lắm rồi. Là hai cái gốc cành, cái gốc nó không có bị tóp cái cổ rễ, nó tán nó ra. Vũ sữa kim. Đó. Gần như là những cái cành mà thấp thấp ở dưới là mình bấm loại bỏ hết, không có để hệ. Rồi ba cái cành mà mình thấy cái cành nhỏ nhỏ này nó khuyết ở trong cái thân này. Đó. Cái cành này thì mình cũng loại bỏ sớm đi. Rồi để những cái cành nào. Mà mục đích của mình ấy là tỉa lúc này, bởi vì khi cây đọt này ra là cây nó đủ kín thì sao? Thì nó giữ ẩm tốt, nó che được cái gốc đi, giảm bớt cái ánh nắng mặt trời nó chiếu. Đó. Và mùa mưa thì cây nó sẽ thoáng, nó giảm độ ẩm trong cây của mình. Mùa nắng thì khi mà sau khi trước tỉa trước cái cơi đọt này thì nó sẽ kín mà nó sẽ che được cái gốc, nó sẽ giữ mát, kết hợp với cái việc mà cỏ lên thì mình phát mình để cao lên một chút 10 phân. Đó. Còn những cái cành vượt, đó là cành vượt lên này. Đấy, các bạn bấm như này để những cái cành này nó ra ngang. Nó không có cản trở lấy cái việc của những cái cành trên thế này. Được không? Đúng ra là mấy cái cành này bỏ đi này. Cành đấy bỏ này, cành này bỏ này. Đó. Những cái cành này lúc nào mình rảnh thì bảo bấm, lúc nào mình bấm là bấm những cái cành quan trọng trước. Còn thực tế là cây sầu riêng mình phải tỉa cành ngay từ khi mình mới trồng được 1-2 tháng cơ. À, lúc đấy là trên chúng ta thấy từ ở dưới cái đoạn mà ngay chỗ cái mắt ghép ấy hay mọc những cái cành vượt. Lúc này lại bỏ để một thân thôi. Rồi cái thứ hai nữa là nó sẽ có một cái số chồi thực sinh, một số cái cây yếu đấy, mình cũng phải đi kiếm thì mình bấm loại bỏ những cái chồi thực sinh ấy đi. À. Mình nói chung là các bạn bấm cành đối với cái cây sầu riêng con, cái gì cái lá nào cành nào không tham gia quang hợp thì ta loại bỏ. Đó. Đây, các bạn thấy không, mấy cái cành vượt chúng ta bấm đi, nó chọc lên trên đây. Và thực tế là chăm sóc vì sao lại nhiều cái cành nó co tán này, nó là do mình chăm sóc nhá. Nó do cái quá trình mình chăm sóc ngay từ lúc nhỏ, vào mô nó chậm, tưới nước dồn gốc, và lúc đầu mấy cái cành ra nó cứ ôm ở trong thân, nên nó tình trạng nó xảy ra thì chúng ta bấm cái đầu cành đi. Bấm nó đi bây giờ cành này nó ra ngang đẹp không, nên nó khỏi ảnh hưởng đến cái cành trên. Nói chung mình đừng có bấm phạm quá, đừng có bấm một lúc quá nhiều cành. Tốt nhất là đến trước mùa nắng này là cây của mình nó phải rậm rạp. Cơi này ra nữa là đẹp, nó che kín được cả cả cái thân cây của nó. Đó.